mẫu SUV cỡ B đối đầu Ford Puma và Nissan Juke, dự kiến có giá khởi điểm thấp hơn Kona đáng kể, ở mức quy đổi 545 triệu đồng. Tên gọi xe đánh vần là Bayon, lấy cảm hứng từ thủ phủ xứ Bas, Bayon, Pháp, qua đó thể hiện tầm ngắm của Hyundai với Bayon không đâu khác ngoài khu vực châu Âu. Hyundai đã xác nhận sẽ không bán xe tại Bắc Mỹ, nhưng không nói gì thêm về các thị trường quốc tế khác. Bên cạnh đó, Hyundai cũng không ngần ngại khẳng định Bayon là mẫu xe đô thị hiện đại, tiện lợi chứ không phải một mẫu SUV mạnh mẽ có khả năng vận hành off-road. Bỏ đi phần gầm xe cao hơn hatchback bình thường một chút, cản trước và vòm bánh xe nam tính, ta sẽ có một chiếc xe đô thị đúng nghĩa, khác chăng là không gian để đầu tại hàng ghế sau và thể tích khoang hành lý nhỉnh hơn một chút 411 lít, tối đa 1205 lít nếu gặp hàng ghế sau. Về kích thước, Hyundai Bayon dài 4,18 m, rộng 1,77 m, cao 1,49 m, chiều dài cơ sở 2,58 m. Những thông số này nhìn chung kém Kona không quá xa, lần lượt là 4,21, 1,8, 1,57 và 2,6 m, nhưng Hyundai nhìn chung đã làm rất tốt trong việc tạo ra một dáng đứng thể thao, năng động để làm người nhìn quên đi kích thước thực của chiếc SUV. Một số chi tiết trên Bayon lấy cảm hứng rõ ràng từ Kona, chẳng hạn giải đèn ban ngày siêu mặn tách biệt capo với cản trước bên dưới. Thiết kế dạng đèn pha hình mũi tên được mô phỏng lại bởi đèn hậu phía sau. Khung gầm Bayon dùng chung y 20 nên xe không có hệ dẫn động hai cầu mặc định cầu trước, đồng thời nội thất hai xe cũng tuy hai mà một. Dù vậy, đây không hẳn là vấn đề xấu với người dùng bởi cabin i20 đời mới nhất vốn đã đặc biệt ấn tượng, chưa kể việc đồng bộ hóa nội thất i20 và Bayon cho phép Hyundai đơn giản hóa dây chuyển sản xuất và nhờ thế giảm chi phí lẫn giá bán. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch được đặt cạnh màn cảm ứng trung tâm, mặc định 8 inch có thể nâng cấp lên 10,25 inch hỗ trợ định vị thông minh. Hóc gió điều hòa bên dưới trải dài theo chiều ngang táp lô. Ở thời điểm hiện tại Hyundai có hai tùy chọn động cơ cho Bayon. Loại mặc định là dòng 1.0 lít 3 xi lanh tăng áp 97 mã lực, 172 Nm, trong khi bản cao cấp hơn có công suất 117 mã lực, mô men xoắn giữ nguyên. Cả hai tùy chọn này đều được bổ trợ bởi hệ thống Hybrid 48V, hộp số tiêu chuẩn là dòng sàn 6 cấp, người dùng có thể bỏ tiền nâng cấp lên bản 7 cấp ly hợp kép.